thăm tặng quà các gia đình chính sách. Trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đại đội 40 huyện Châu Thành đảm bảo huấn luyện. Xin kính chào quý vị đến với bản tin quốc phòng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 17:50 phút thứ 2, thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay. Ngày 22 tháng 4, Đại tá Ngô Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn xã Hưng Thuận và Đông Thuận, thị xã Trảng Bàng. Tại các gia đình, Đại tá Ngô Thành Đồng gửi lời thăm hỏi ân cần sức khỏe đến các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, cảm ơn những công lao đóng góp hy sinh xương máu và một phần thân thể của các anh các chú để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, giáo dục thế hệ con cháu, tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời gửi tặng mỗi gia đình một phần quà và tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng. Ngày 21 tháng 4 tại Sư đoàn 5 đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo hậu cần đời sống giữa Sư đoàn 5 và Sư đoàn 9. Tại hội nghị, lãnh đạo chỉ huy hai đơn vị đã trao đổi tình hình nhiệm vụ của đơn vị và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, công tác giáo dục tư tưởng, công tác xây dựng chính quy, xây dựng cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất, đồng thời tham quan thực tế công tác xây dựng doanh trại, xây dựng chính quy và công tác bảo đảm hậu cần, đời sống cho bộ đội. Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 5 tổ chức công bố và trao quyết định điều động nhân sự cán bộ năm 2023. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, 5 đồng chí được chuyển dùng về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 7 đồng chí cán bộ thực tế trường sĩ quan lục quân 2 về lại trường, 17 đồng chí được điều động bổ nhiệm các vị trí trong quân khu và sư đoàn. Thượng tá Trần Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy sư đoàn mong rằng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương sáng trong lực lượng vũ trang nhân dân. Những ngày này, thời tiết ban ngày tại các tỉnh Đông Nam Bộ nắng nóng gay gắt. Trên thao trường huấn luyện, nhiệt độ cao nhất trong ngày có lúc lên đến 40 độ C, ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội và công tác huấn luyện của đơn vị. Để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, đồng thời giữ vững chất lượng huấn luyện, Đại đội 40 huyện Châu Thành đã kịp thời điều chỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục, thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Bộ Tham mưu và Cục Hậu cần Quân khu về tổ chức huấn luyện phòng chống say nắng, say nóng. Sớm ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, trực thuộc, triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ đại đội sâu sát, bám nắm thao trường, động viên bộ đội tích cực tham gia huấn luyện. Nếu thời tiết nắng nóng kéo dài, đơn vị ưu tiên bố trí nội dung học tập thao trường, rèn luyện thể lực vào đầu giờ buổi sáng và cuối giờ buổi chiều, để tránh thời tiết nắng gắt, giúp cán bộ chiến sĩ bảo đảm được sức khỏe mà thời gian, chất lượng huấn luyện vẫn được bảo đảm. Ngày 22 tháng 4 năm 2023, Trung đoàn Bộ binh 174 tổ chức họp mặt giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Đại tá Đỗ Thành Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện Tân Biên, Châu Thành, Dương Minh Châu, Bến Cầu, thị xã Trảng Bàng, thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, thân nhân gia đình chiến sĩ mới. Tại buổi họp mặt, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới đã xem phóng sự về quá trình học tập, công tác và rèn luyện của chiến sĩ mới từ ngày nhập ngũ cho đến nay. Nghe đại diện chiến sĩ và gia đình chiến sĩ mới phát biểu bày tỏ tâm tư tình cảm, nghe đồng chí Đại tá Đỗ Thành Việt phát biểu chỉ đạo động viên. Qua buổi họp mặt, giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe, môi trường học tập, công tác cũng như sự trưởng thành của con em mình sau hơn một tháng học tập rèn luyện trong môi trường quân đội. Bên cạnh đó, tăng cường sự gắn kết giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới trong việc quản lý giáo dục rèn luyện, kịp thời cổ vũ động viên các đồng chí chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, tích cực học tập công tác, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, cấp ủy chính quyền các địa phương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các chiến sĩ mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc phòng ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.